Đám đông không đeo khẩu trang đổ về chật cứng hai bên bờ sông Hằng trong lễ hội lớn nhất của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ. Ước tính trong thời gian diễn ra lễ hội sẽ có hàng chục triệu người hành hương, mộ đạo và du khách tắm mình trên dòng sông thiêng theo tín ngưỡng của người dân nơi đây. Tôi cũng lo khi ngày lễ diễn ra đúng thời điểm Covid, nhưng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Giới chức Ấn Độ cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn nếu người dân không thực hiện quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang nơi công cộng. Chúng tôi phạt rất nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, nhưng đến hôm qua, người hành hương đổ về ngày càng đông hơn, việc phạt hành chính không còn khả thi nữa. Chúng tôi kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng dịch, mặc dù không thể đảm bảo giãn cách xã hội ở hai bên bờ sông. Ngoài lễ hội của người Hindu, tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo cũng sẽ kéo dài trong một tháng tới. Hiện các lễ hội tôn giáo và các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp chống dịch tại một số bang đang được xem là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại quốc gia 1,3 tỷ dân này trong những tuần qua. Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc theo ngày cao kỷ lục trong ngày hôm qua với gần 170.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên hơn 13,5 triệu ca, cao thứ hai thế giới.